ghê. Sáng thì chiều tới, tới tiệm con trai rồi. Con đứng lại đi, con ba đen vô ba đen hỏi nha. Mình đem trước đi, mớ lên chển xong mình hoành lại á, mình lấy thêm. Mình bán quay chưa, mình đâu giờ lấy nhiêu, lấy trước 5 bịch. Dạ 4 bịch, 5 bịch gì cũng được. Rồi, 4 bịch. Được không? Được rồi, ba đen sách nữa ha. Nhưng mà hả, đông quá nên là phát sinh thêm là 20 hộp nữa là 170 suất. Hôm nay ngày rằm thôi kệ, mình của ít lòng nhiều á, mình mua cơm chay á, mình tặng cho ông bà cô bác á ăn lấy thảo với mình. Cái này dì của mình đang phụ với mình á, còn buổi sáng thì hai dì cháu mình, má mình cũng lại lên lấy. Cháu mình hôm nay về phụ với mình. Cả nhà biết tại sao lúc kêu bằng gì, lúc kêu bằng má không? Tại vì của mình nó không có con, nên là mình có từ nhỏ lớn mình quen miệng mình kêu là má không à. Nhưng mà lên clip á, mình sợ là lúc mình kêu gì, lúc kêu bằng má ha, mọi người bị hoang mang không biết ủa sao lúc kêu gì, lúc kêu bằng má. Hôm nay á, mình phát buổi trưa nhưng mà lúc trước mình có phát nhưng mà mình thấy nó nhanh hơn, hôm nay thì thấy là hơi chậm á. Với Bo sẽ đem 20 hộp cơm á cả nhà ra ngoài chợ phát tiếp. Còn ở đây thì má mình sẽ phát ở ngoài ở đây. Tại vì còn tới 40 hộp nữa mà chưa có đi lên quán lấy. Nên là mình đi phát vòng vòng cho bà con ăn luôn. Bà ăn cơm chưa?
Bà lấy mấy phần? Dạ. Rồi bà ăn ngon miệng nha. Ăn cơm chay không bà? Không ăn hả? Bà không ăn hả? Dạ. Dạ. Chú lấy mấy hộp, chú lấy nữa không? Không biết mấy chị kia ăn không đó? Thầy đang hỏi thôi. Ăn cơm chay không chị? Cơm chay. Con gửi. Bà lấy hai hộp hả? Đưa cho bà hộp. Cho cô. Cho tôi cái bọc đi cô. Dạ. Cho tôi cái bọc đi. Cái bọc hả bà? Bọc bự của con đang còn hết rồi. Dạ nó đổ ha. Cái này mình ba mình mới đi chở thêm ra đó cả nhà. Có đại ca ngồi phát cơm nè. Đó. Đại ca. Đại ca đó. Lũn. Nay con đi đâu ạ? Hôm nay nè, đang làm gì vậy? Cái gì? Sao nắng sao đen? Làm gì vậy? Đen. Sao đen? Nay đi đâu vậy? Nay đi ra ngoài nắng mấy tiếng đồng hồ. Giờ hai màu tưởng đâu mới đầm sen về không. Bây đây một nắng hả? Bây đây một nắng. Thôi ông. Đi chơi. Hôm nay ngày rằm đi phát cơm chay mà sân si quá à. Nữa không? Nữa không? Lấy hồng nữa không? Lấy túi nữa không hay sao? Rồi con đi nha. Chắc... Đây bà Bảy nè. Đâu? Đã hết rồi, ghé cho bà Bảy cái coi. Má. Ồ má không nghe rồi. Trời. Rồi sau khi lượn một vòng đem cơm lên cho mẹ chồng mình một ít á. Rồi nãy mình cũng có đi ngang ngã ba thì má mình cũng đã phát hết rồi. Tự nhiên hôm nay mình thấy vui ghê. Vui không ba? Vui. Nắng quá hơi nắng chứ. Trời, hôm nay thật sự rất là vui luôn á cả nhà. Kiểu như là hôm nay mình làm được một cái gì đó mà tự nhiên mình thấy vui. Không biết nói sao, không biết diễn tả như thế nào. Rồi đi lên trên má chồng của mình á, bây giờ mình gom được một mớ bông nữa nè. Tại vì hôm nay cũng rằm á, mua về cúng trên bàn thờ nữa, trưng trên bàn thờ nữa. Bây giờ xong rồi hai dì cháu mình sẽ đi ra chợ mua trái cây về cúng ở nhà. Giờ hai dì cháu mình sẽ ra chợ. Đi chợ mua đồ cột tóc. Có tóc không? Có. Dạ bán xong
ý phát cơm hết xong rồi á chị hai à, phát nhanh lắm vậy hả? Ừ vậy chị cũng được rồi, hôm nay là mừng rồi, vậy là mừng rồi, vui vẻ. Dạ con đi chợ mua đồ cúng. Có chuối chổng má vô ăn đi, má chồng con cho. Lát rồi đụng cho con ăn. Ủa quên, đụng cho con đụng ăn.